Đây là con adapter nguyên bản Dell các bạn nhé. Thì nguyên bản của nó ra 19V. Mình là độ xuống 14V nhé. Nguyên bản là cái con trở đây này. Con R này là đến 54K. Bây giờ mình đổ thành con trở là 38K thì nó ra là 14,5V này. Còn con tụ, con trở này mình gắn thêm giữa hai con tụ để mà nó xả nhanh điện đấy, tại vì nó mỗi lần làm, mỗi lần độ xong nó cứ tích điện trong này, nó xả mất công. Mình độ luôn con trở này để nó xả điện. Đấy. Nhìn hàng ngon đấy, cái này dùng để xả các quy được tốt.